hạt sen này luôn ăn. Mẹ hấp hạt sen này luôn ăn nhé. Các bạn xem này. À, ăn sống đấy. Để hấp chín rồi ăn nha. Này. Ôi chào. Hạt sen này ăn tốt cho sức khỏe lắm đấy. Để cho vào nồi hấp nhé, Buka nhé. Đang sống mà. Đang sống mà cũng ăn hả? Cũng ngon không? Hả? Làm sao? Làm sao? Đi ra ngoài ngồi cho mát nhé. Đợi tí nữa nhé. Đợi tí nữa chín rồi ăn nhé. Ngồi chơi cho mát. Mình xem tay Buka nào. Xem móng tay dài cho để cắt móng tay nha. Nè, móng tay cũng có một ít rồi. Ai chà, ai chà, ai chà. Nhảy, nhảy, nhảy. Xem chín cho nhá. Chín chưa để ăn nha, chúng ta ăn nha. Chín rồi này cô Ca này. Bở đấy nha. Nóng. Cái này là tâm sen này, cái này đắng. Nóng, nóng. Nóng. Chín rồi. Nóng cái này đắng. Cái này là tâm sen đắng, mình đã cho ra điểm. Lên ghế, lên ghế, lên ghế, ngồi ghế. Để nguội nha, nguội nó bóc cho Buka nhé. Đợi chút để mẹ lấy cái đĩa khác. Ngồi ghế, ngồi ghế, ngồi ghế. Tâm sen là đắng này. Nóng hả? Đợi nguội chứ. Cái này ăn tốt lắm đấy. Chữa mất ngủ. Mà cái tâm sen này đắng. Không. Đây. Hành này bở này. Cái đó đắng đó nha. Ăn được hả? Con ăn được hả? Đắng không? Con bở chưa? Vỡ hết cả da này. Nóng, nóng. Nóng. Để cho nguội.
Ăn của con đi, thích ăn của mẹ. Ngon không? Ngon một cái. Ngon không? Ngồi xuống. Ngồi xuống ghế đi. Ăn nhỏ này cá chanh của mẹ. À, biết rồi, biết rồi. Ngồi đây để mẹ lấy cốc nước cho bồ cà uống. Ngồi ghế đi. Ngồi. Rồi ngồi xuống. Cao quá hả? Gan đi. Sao mẹ cứ thích ăn cái đấy đắng ăn được đâu vậy nhả ra đau mẹ này xuống đây mẹ bóc à không không phải uống sai rồi không phải như thế ôm ôm xe này không thích món này à lại nhìn tóc mẹ ăn đã mất ngủ tóc mẹ có cái gì không ngồi vai rồi thêm tóc à thêm tóc với mẹ đi đúng không Hey.
Đau thế. Làm gì ấy? Ấy giờ đừng có nhổ tóc mẹ nha.